Một bộ tóc giả nam, mái hói cao cấp, cấu trúc 100% tóc thật, màu sắc tự nhiên. Từng sợi tóc được móc nối thủ công cẩn thận trên lớp màng vải chuyên dụng được bao quanh bằng viền da mỏng. Sau khi dán hoặc kẹp lên đầu, có thể tạo kiểu tự nhiên như tóc thật trên đầu, giúp những người bị rụng tóc, hói trán lấy lại phong độ mái tóc, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với trò chơi dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Xin được chào mừng bạn Tuyết, xin được chào mừng bạn Xuân đã đến với trò chơi dành cho người thắng cuộc. Và ngày hôm nay chúng ta hy vọng rằng sẽ có người chơi chiến thắng ở trong trò chơi cuối cùng của chương trình. Giải thưởng này của chúng tôi sẽ được đoán bằng hoặc thấp hơn không quá 1,5 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ xem giá mà hai người chơi đưa ra dành cho bộ sản phẩm cuối cùng này là bao nhiêu đây ạ? Xin mời bạn Tuyết, bạn đưa giá bao nhiêu ạ? Em xin đoán bộ sản phẩm này giá 13.330.000. 13.330.000. Vâng, rất thích số 3 và số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem bạn Xuân, bạn đưa giá bao nhiêu? Em xin đoán giá bộ sản phẩm này là 18.800.000 ạ. 18.800.000. Vâng, hy vọng là một trong hai người chơi của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ xem giá của sản phẩm này là bao nhiêu đấy ạ. Đầu tiên là một hộp đông trùng hạ thảo Việt Co có giá là 4 triệu đồng. Thứ hai là một bộ tóc giả nam mái hói cao cấp có giá là 3.100.000 đồng. Thứ ba là một bộ điều hòa Nagakawa NIS-C09-R2-T01 9.700.000 đồng. Thứ tư là 3 hộp tố ngọc nương có giá là 2.679.000 đồng. Và tổng cả 4 sản phẩm của chúng tôi có giá là 19.479.000. Chúc mừng cho bạn Xuân, tuyệt vời, bạn đã có chiến thắng rồi. Chúc mừng, vâng, chúc mừng, rất tuyệt vời. Và bạn Xuân đã có được chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thưởng dành cho bạn Xuân. Xin mời bạn Xuân, bạn vào đây nha, phần thưởng nha. Tất cả giải thưởng là của bạn. Đây, của bạn. Đây. Còn cả điều hòa đằng sau nữa. Vâng, cái bộ tóc giả này tuyệt vời đấy. Nếu mà tôi đội thì sẽ tuyệt vời lắm đây. Cái này là của Xuân mà mình ơi. Tôi đội nhờ nhá, xem có được không. Của Xuân. Cái này về tặng bố thì tuyệt vời luôn đấy. Không, tặng ai là quyền của Xuân. Đấy, tôi hỏi luôn là Xuân thì không dùng bộ tóc này rồi, Xuân sẽ tặng ai? Em tặng cho bố em ạ. Đấy, tặng bố là chuẩn rồi, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng cho bạn. Tất cả bộ sản phẩm này đã thuộc về bạn. Và chúng ta hy vọng là bạn đã có những cái giờ phút thật là vui với Hãy Chọn Giá Đúng tuần này. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho những người chơi của chúng tôi. Ủng hộ cho Hãy Chọn Giá Đúng. Chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau một tuần nữa thôi trong chương trình Hãy Chọn Giá Đúng.